Bị tố ké fan Đạt Villa, Lộc Fuho thẳng thắn, ké thì ké Sơn Tùng, ké sách, chứ ké gì đó. Drama giữa Lộc Fuho và Đạt Villa đang là tâm điểm được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội. Trước nhiều ý kiến cho rằng Lộc Fuho ké fan Đạt Villa, anh chàng đó có những đáp trả thẳng thừng. Theo đó, trong lúc Lộc Fuho đang livestream, một số người đã để lại bình luận rằng anh đang nhân cơ hội gây ồn ào với Đạt Villa để trở nên nổi tiếng hơn. Lúc này, Lộc Fuho đã đáp khá gay gắt. Thầy cái fan nó làm gì, trong khi cái Facebook nó đăng chắc gì đã nhiều like bằng thầy. Thầy có cái fan chỉ có cái Sơn Tùng với sách thôi, chứ nó là cái gì đâu mà thầy phải ké fan nó. Cũng không chịu kém cạnh, TikToker Đạt Villa cũng có lời chia sẻ thẳng thắn khi livestream. Nói thật luôn, trên nền tảng Facebook mình không bằng được Lộc Fuho, nhưng trên TikTok thì Lộc Fuho không bằng tôi. Đạt Villa nói, được biết, drama giữa Lộc Fuho và Đạt Villa trở nên ồn ào khi Đạt Villa nhắn tin cho Lộc Fuho hỏi về việc tại sao chàng thợ xây lại 5 lần 7 lượt ca khịa mình, có ý gì không? Tôi đã bao giờ nói đến ông chưa, hay làm gì ảnh hưởng đến ông mà ông khịa tôi? Đạt Villa hỏi. Hôm bữa Lộc đăng ảnh bệnh là Lộc bệnh liên quan gì khịa? Trước giờ Facebook của Lộc toàn đăng kiểu giải trí. Lộc Fuho cũng bày tỏ bức xúc khi Đạt Villa nói lời không hay về mẹ mình. Đừng đụng đến mẹ tôi, vì mẹ tôi ra đi lâu rồi. Hiện cư dân mạng vẫn đang xôn xao về hai drama của hai anh chàng này. Còn các bạn nghĩ sao về việc Đạt Villa nói thầy Lộc ké fan? Hãy để lại một bình luận cho chúng tôi được biết nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên like, share, đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để nhận thêm thông tin mới nhất nhé.